Ngã tướng là chỉ cho thân tâm của chính mình. Thân thể là do tứ đại hòa hợp. Đây là ngã tướng. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây là ý thức đang tác quái. Phàm phu đem nó làm thành tướng của tâm. Phật Pháp nói đây là vọng tâm, không phải chân tâm. Đây là nói về thân tâm. Bên ngoài thân tâm chính là thế giới. Trong thế giới, nhìn trong không gian thì thấy có tướng nhân. Phàm những gì đối lập với chính mình thì là nhân tướng. Ngoài nhân tướng ra còn có chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng bao gồm những thứ đã nói đến như là thực vật, khoáng vật, cho đến hiện tượng tự nhiên. Phàm những hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi đều gọi là chúng sanh tướng. Do đây có thể biết nhân tướng là chúng sanh hữu tình trong y báo của chúng ta. Chúng sanh tướng là chúng sanh vô tình trong y báo của chúng ta, gọi là thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên. Cái sau cùng là thọ giả tướng, là nói về thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Những thứ này hết thảy đều từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra, không phải là sự thật. Cho nên Phật mới nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái tướng đó chính là bốn loại tướng này. Bốn loại tướng này bao gồm tất cả các hiện tượng ở trong hư không pháp giới. Phàm sở hữu tướng chính là chỉ những điều này. Hết thảy đều là hư vọng, không có cái nào là chân thật. Khi nào bạn có thể nhìn thấy được chân tướng sự thật thì đây là đại học vấn. Bạn buông xuống được bốn tướng này rồi, không còn chấp trước chúng nữa. Đây là công phu chân thật. Từ nơi này mà sanh tâm. Sanh tâm gì vậy? Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Sanh cái tâm này. Đây chính là làm tất cả việc thiện. Đây là chân thiện. Bên trong không hề có mảy may ác niệm tà niệm nào. Cái gì gọi là tà? Trái ngược với chân tướng sự thật thì gọi là tà. Nói một cách khác, bạn vẫn còn có ý niệm về bốn tướng thì cái ý niệm này là tà niệm. Hành vi xuất phát từ tà niệm thì gọi là tạo ác. Đây là việc ác. Sự việc này chỉ có Phật mới có thể nói ra được. Người thế gian, người cõi trời, cho đến
Thanh Văn Bồ Tát ở trong thập pháp giới cũng không thể nói được. Vì sao vậy? Vì vẫn chưa xả hết sạch được bốn tướng. Tuy là chúng sanh trong tứ thánh pháp giới đã buông xả rất nhiều so với chúng ta, nhưng vẫn chưa lốt ráo, chưa triệt để. Kinh Phật thường nói, mặc dù hết ngã chấp, nhưng chấp pháp vẫn còn. Đây chính là chưa triệt để buông xuống. Dùng cách nói hiện nay, đó là không còn chấp trước nữa. Đã hoàn toàn buông xuống rồi, nhưng vẫn còn phân biệt. Chưa đoạn hết vọng tưởng, cho nên vẫn ở trong phạm vi của mười pháp giới. Những việc thiện mà họ tu được tuyệt đối không thể giúp họ ra khỏi mười pháp giới. Hết thể những việc thiện mà phàm phu trong lục đạo tu được cũng không thể giúp họ thoát khỏi lục đạo. Trong lục đạo còn có tam giới. Chúng ta phải ghi nhớ, nếu như không đoạn dục, dục đây là dục vọng, ý niệm tham đối với danh danh, lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tâm này nếu vẫn chưa đoạn thì không ra khỏi dục giới. Tất cả thiện pháp mà chúng ta tu được sẽ hưởng ở đâu? Ở trong dục giới. Nếu như có thể đoạn dứt ái dục và thị dục, tu hết thảy điều thiện nhưng vẫn chấp tướng như cũ, thì quả báo có thể sẽ hướng tại cõi trời sắc giới hoặc vô sắc giới, không thể thoát ra khỏi tam giới, không thể thoát khỏi luân hồi. Điều này đã nói rất là rõ ràng. Bạn có tu thiện lớn đến đâu thì phước của bạn vẫn bị giới hạn. Những đồng tu học Phật cần phải hiểu rõ những đạo lý này. Phải ghi nhớ lời dạy của Phật, phải chăm chỉ nỗ lực tu học. Đại thừa xác thực là pháp môn phương tiện. Người xưa nói thật không sai, từ bi là gốc, phương tiện là cửa.